Bội thực Hoa hậu ở Việt Nam chỉ một đêm có đến 2 tân Hoa hậu. Chưa bao giờ sân chơi sắc đẹp của Việt Nam lại sôi động như năm 2022. Theo thống kê sơ bộ, tính trong phạm vi toàn quốc, đã có hơn hàng chục cuộc thi được tổ chức mỗi năm, chưa kể các cuộc thi quy mô nhỏ lẻ, cấp tỉnh hay thành phố. Nhìn chung, Việt Nam có khoảng gần 50 cuộc thi lớn nhỏ được tổ chức trong năm nay. Trong đó, một số cuộc thi sắc đẹp lớn có thể kể tên như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Những sân chơi nhan sắc khác đều khởi phát trong năm 2022 và hiện diện ở đủ mọi lĩnh vực như Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ, Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu, Hoa hậu Quý bà Liên Hợp Quốc Việt Nam, Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam. Trong tháng 7 vừa qua, ba cuộc thi sắc đẹp gồm Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu áo dài Việt Nam, Hoa hậu thể thao Việt Nam đã diễn ra. Và theo đó, trong tháng 8, tháng 9 và tháng 10 vừa qua, lần lượt các cuộc thi như Miss Beat Việt Nam, Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu biển đảo Việt Nam, Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam cũng đã được tổ chức. Tối ngày 22 tháng 10 vừa qua, bên cạnh màn bán kết bùng nổ của Đoàn Thiên Ân tại Miss Grand International 2022, thì mạng xã hội cũng dấy lên cuộc tranh cãi khi cùng lúc Việt Nam có thêm 2 tân Hoa hậu đăng quang. Theo đó, chung kết Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022 tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thí sinh Đinh Như Phương giành được ngôi vị cao nhất, kế tiếp là các Á hậu 1, Á hậu 2 thuộc về Hoàng Thùy Anh và Nguyễn Thu Hằng. Song song với đó, chung kết Hoa hậu Hoàn cầu 2022 cũng được diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Phạm Kim Ngân vượt qua 30 đối thủ khác để giành vương miện. Các Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt là Lê Thị Hương Ly và Nguyễn Thị Nga. Ngay sau đó, trên các nền tảng mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ cuộc tranh cãi xoay quanh việc chỉ một đêm mà Việt Nam có tận 2 nàng hậu đăng quang. Ngoài hai cuộc thi Hoa hậu biển đảo Việt Nam và Hoa hậu Hoàn cầu 2022 nói trên, Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm các cuộc thi sắc đẹp khác được tổ chức vào 3 tháng cuối năm. Dễ nhận thấy, hầu như tháng nào ở Việt Nam cũng có một cuộc thi sắc đẹp được mở ra. Số lượng Hoa hậu và Á hậu tăng lên theo cấp số nhân. Ra đường gặp Hoa hậu là câu diễn tả đúng thực trạng hiện nay của showbiz Việt. Theo một số liệu thống kê, tính đến năm 2022, Việt Nam có đến 25 cuộc thi Hoa hậu với đủ các cấp độ từ quốc tế đến nội địa, từ xã phường, thôn bản cho đến tỉnh thành. Nếu lấy số thí sinh tham dự ở hai cuộc thi gần nhất, khoảng 30 người, thì một năm chúng ta sẽ có khoảng 750 người đẹp thi Hoa hậu và 75 người đội vương miện Á hậu, Hoa hậu. Chỉ cần nhân với 28, chúng ta sẽ ra con số thí sinh tham dự và đội vương miện ở 2050, lần lượt là 21.000 và 2.100. Wow. Tuy nhiên, việc bùng nổ các cuộc thi Hoa hậu dẫn đến tình trạng thiếu thí sinh. Nhiều người đẹp cũ tiếp tục đăng ký dự thi để giành vương miện. Một cô gái có thể góp mặt trong hai sân chơi sắc đẹp cùng một lúc. Điển hình, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chứng kiến cuộc đổ bộ của hàng loạt người mẫu quen thuộc từng ghi danh ở không ít các cuộc thi sắc đẹp trước đó. Top 5 cuộc thi, Hương Ly từng 3 lần dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Lê Hoàng Phương là người đẹp đã lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Hoa hậu Ngọc Châu, người được mệnh danh là cô gái dành cả thanh xuân để đi thi sắc đẹp khi góp mặt ở Việt Nam Next Top Model 2016, Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2018. Á hậu 2, Huỳnh Phạm Thủy Tiên cũng không phải là cái tên xa lạ đối với cộng đồng yêu sắc đẹp. Cô từng đạt thành tích top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018 và Hoa khôi Đại học Ngoại thương cùng năm. Không chỉ vậy, những đấu trường nhan sắc thường lựa chọn những cái tên na ná nhau khiến khán giả khó phân biệt. Theo đó, trong tháng 6, một sự việc hy hữu đã xảy ra khi hai cuộc thi trùng tên dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp bản quyền. Cụ thể, Miss Grand Việt Nam 2022 và Miss Beast Việt Nam 2022 trùng tên gọi tiếng Việt là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Trong đó, Miss Grand Việt Nam nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam để nối tiếp Thủy Tiên dự thi Miss Grand International, còn Miss Beast Việt Nam để chọn ra đại sứ hòa bình tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường biển. Cả hai cuộc thi có điểm chung là đều được tổ chức lần đầu vào năm 2022. Tuy nhiên, việc trùng tên gọi tiếng Việt khiến ban tổ chức của Miss Grand Việt Nam 2022 và Miss Beast Việt Nam 2022 đã xảy ra mâu thuẫn. Phía Sen Vàng, đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Việt Nam cho rằng, những năm qua, nhiều đại diện Việt Nam đã tham gia cuộc thi này và được biết đến rộng rãi với tên gọi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.
Năm 2017, Miss Grand International được tổ chức tại Việt Nam, Á hậu Huyền My dự thi và đạt thành tích top 10. Theo đơn vị này, tên Hoa hậu Hòa Bình đã gắn với thương hiệu của cuộc thi. Miss Beat Việt Nam tổ chức sau nên bị cho là vi phạm bản quyền. Sen Vàng cũng cung cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với kịch bản cuộc thi nhan sắc Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam và giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với logo Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam do Cục Bản quyền tác giả cấp. Về phía Miss Beat Việt Nam 2022, họ cho biết cuộc thi đã được cơ quan chức năng cấp phép theo đúng quy định kèm tên gọi Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam. Theo đơn vị này, họ có hai chứng nhận quyền tác giả đối với kịch bản cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022 do Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 21 tháng 3. 5 đơn đăng ký sở hữu trí tuệ, mẫu nhãn hiệu của cuộc thi kèm 4 quyết định chấp nhận đơn hợp lệ do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và văn bản chấp thuận tổ chức bán kết và chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022 từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên ngay sau đó, cuộc tranh chấp tên gọi cũng kết thúc khi phía Miss Beat quyết định không lấy tên tiếng Việt và hiển nhiên Miss Grand Việt Nam là cuộc thi sở hữu tên gọi tiếng Việt là Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam. Sự việc liên quan đến hai cuộc thi Hoa hậu kể trên có một phần nguyên nhân đến từ việc có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp cùng lúc được tổ chức tại Việt Nam thời gian qua. Nghị định 144 về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được ban hành cuối năm 2020 không giới hạn số lượng cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người mẫu trong một năm. Quy định trên tạo điều kiện cho hàng loạt cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi mở ra. Và căn nguyên sâu xa là do tâm lý xã hội vẫn chạy theo hư danh, háo danh, nhiều người mải mê tìm kiếm danh hiệu sắc đẹp với mong muốn đổi đời. Trao đổi về vấn đề này, bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch công ty Sen Vàng, đơn vị nắm bản quyền nhiều cuộc thi Hoa hậu có tiếng ở Việt Nam cho rằng, người hâm mộ không nên lo lắng khi nhiều sân chơi sắc đẹp trong nước được mở ra. Bà Dung chia sẻ, khi đã gỡ bỏ các quy định nghiêm ngặt trước đây, bản thân các cuộc thi sẽ tự đào thải lẫn nhau. Những cuộc thi có chất lượng, danh giá thì sẽ giữ được uy tín. Bà Phạm Kim Dung cũng chia sẻ về tham vọng tạo ra một ngành công nghiệp hoa hậu tại Việt Nam và bà cùng công ty đang lên kế hoạch để mở những công ty đào tạo hoa hậu trong thời gian tới. Thời gian gần đây, bên cạnh những cuộc thi kém chất lượng, đầy drama thì vẫn không thể phủ nhận rằng còn tồn tại nhiều cuộc thi tầm cỡ và chuyên nghiệp. Với hai chiến thắng gần đây tại đấu trường quốc tế như Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đương kim Hoa hậu Miss Grand International 2021, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, tân Hoa hậu Liên Lục Địa 2022, Lâm Thu Hồng, Á hậu 4 Miss Global 2022, thì chúng ta vẫn có thể hy vọng vào chất lượng của một số cuộc thi Hoa hậu tại Việt Nam hiện nay khi vẫn lựa chọn ra những người đẹp có thành tích khủng để xuất khẩu đi chinh chiến tại các đấu trường quốc tế. Có thể thấy, cái đẹp nói chung, vẻ đẹp của người phụ nữ nói riêng, lúc nào, ở đâu cũng rất cần được tôn vinh và trân trọng. Danh hiệu tự thân đã là một giá trị văn hóa. Danh hiệu càng cao quý thì ý nghĩa văn hóa càng sâu sắc, thiêng liêng. Do vậy, bất cứ danh hiệu nào, trong đó có danh hiệu Hoa hậu, Hoa khôi, rất cần phải được ứng xử với tư cách là một giá trị văn hóa của cộng đồng, một chuẩn mực của xã hội. Bởi nếu đã mang danh Hoa hậu, Hoa khôi thì cũng góp phần là đại diện của vẻ đẹp người con gái, người phụ nữ Việt Nam. Khi cộng đồng thừa nhận, xã hội tôn vinh thì danh hiệu đó sẽ có sức lan tỏa sâu rộng trong công chúng. Ngược lại, lạm dụng quá mức sẽ dẫn đến loạn chuẩn danh hiệu. Khi đó, danh hiệu không những trở nên ít ý nghĩa, kém giá trị, thậm chí phản cảm trong mắt công chúng mà còn làm đảo lộn giá trị thẩm mỹ, văn hóa xã hội.